Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, có một nguyên tắc triết lý cơ bản là người thế nào cũng có sai lầm. Cho nên nhận ra những sai lầm của mình là một điều cần thiết và rất hữu ích để có thể sửa sai, để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Vậy làm sao chúng ta có thể nhận ra được những sai lầm? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết điều đó. Đó chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Người chứng minh cho thế gian biết họ sai lầm, nghĩa là vạch cho con người thấy những sai lầm của chính mình. Chúa Thánh Thần sẽ vạch cho chúng ta thấy ba thứ sai lầm. Thứ nhất là sai lầm về tội lỗi. Đối với người Do Thái xưa, đó là tội đã không tin vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. Còn đối với con người ngày nay, chúng ta đã tin vào Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta chưa sống xứng đáng với người môn đệ bước theo Đức Giêsu. Sai lầm thứ hai là về sự công chính. Đối với người Do Thái xưa, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng công chính, nên họ đã tìm cách giết Ngài. Đối với con người thời đại ngày nay, đây là thứ sai lầm nhận định về sự hiện diện của Thiên Chúa. Rất nhiều khi người ta nhận định sai về Chúa và uốn nắn Thiên Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Người cố chấp trong những tội lỗi của mình thì họ cho rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, cứ phạm tội đi rồi Thiên Chúa sẽ tha. Còn người mà khắt khe hay lên án người khác thì nhìn Thiên Chúa như một Đấng xét xử, một quan tòa nghiêm khắc công minh, nhất định Thiên Chúa sẽ xử phạt tội lỗi. Hoặc nếu là người đang đi vào những con đường tình yêu ngang trái thì coi Thiên Chúa là tình yêu, thì yêu nhau có tội gì đâu. Và họ đã dựa vào những quan niệm sai lầm của mình để đánh giá về Thiên Chúa. Sai lầm thứ ba là về sự xét xử. Khi xưa các thượng hội đồng Do Thái đã lên án giết Chúa Giêsu, và nhiều người Do Thái cho rằng phiên tòa xét xử ấy thật đúng, bởi đã được thi hành bằng một cơ quan có thẩm quyền. Đây là thứ sai lầm dựa vào dư luận của đám đông. Và ngày hôm nay người ta nhiều khi cũng dựa vào những dư luận của đám đông hay những lợi ích cá nhân, hoặc che đậy những lỗi lầm của riêng mình mà có những thành kiến hay sự kết án không đúng về người khác. Thưa bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một cô bé bị mù bẩm sinh cho đến năm 12 tuổi. Một điều bất ngờ đã xảy ra với cô bé. Sau khi đoàn bác sĩ về làng cô thăm khám chữa bệnh, cô bé được khám và các bác sĩ nói với cô và gia đình cô rằng đôi mắt của cô có thể nhìn thấy sau 6 tháng chữa trị. Đó không chỉ là niềm vui của cô bé mà của cả gia đình và dòng họ. Và quả thật sau thời gian điều trị, mắt cô bé đã dần nhìn thấy mọi người và cảnh vật xung quanh. Trên đường trở về nhà, cô bé phấn khởi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, trời đất, cảnh vật. Khi nhìn ngắm như thế, cô mới hỏi mẹ cô rằng: "Mẹ ơi, sau bao lâu nay mẹ không nói cho con biết cảnh vật và trời đất đẹp như thế?" Bà mẹ mới nghẹn ngào bật khóc nói với con gái của mình: "Con ạ, mẹ đã cố gắng nói cho con hay đấy, nhưng lúc đó con làm sao hiểu được?" Ông bà anh chị em thân mến, cũng vậy, Thiên Chúa như một người cha, một người mẹ, Ngài luôn nói với con cái của Ngài tất cả những gì là sự thật, tất cả những gì là đẹp nhất, để dẫn chúng ta đến một sự thật toàn vẹn. Nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra. Và chính Chúa Thánh Thần là vị bác sĩ, là vị thần chân lý, sẽ mở cho chúng ta đôi mắt để chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp thật sự mà Thiên Chúa đã tạo dựng và trao cho chúng ta. Nhưng trong thời đại của chúng ta, được coi là thời đại của Chúa Thánh Thần, Ngài chính là thần chân lý giúp chúng ta mở đôi mắt để nhìn thấy và bước đi trên con đường mà Đức Giêsu đã vạch ra cho chúng ta, là con đường sự thật, sự sống. Nhưng nhiều khi chính Chúa Thánh Thần, vị bác sĩ chữa lành chúng ta, hay bị lãng quên, bị bỏ qua bên lề cuộc sống, cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và chính Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra những sai lầm tội lỗi về chính mình, về sự xét đoán sai lầm dẫn đến kết án bất công và gây ra những đau khổ cho anh chị em mình. Chúng ta cùng nhau nhớ đến và chạy đến với Chúa Thánh Thần thường xuyên trong mọi suy nghĩ và hành động, để nhờ Ngài soi sáng những tối tăm, u mê, sai lầm, giúp chúng ta nhận thấy rõ và nhận ra đúng những sai lầm của chính mình trong cuộc đời, và đặc biệt là trên hành trình bước theo Chúa, để chúng ta thấy rõ sự thật về Thiên Chúa và thấy rõ sự thật về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.